Xin chào các bạn. Trong khi Trung Quốc triển khai máy bay không người lái bay sát bờ biển Việt Nam, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đón một máy bay quân sự của nước France. Vâng, France thì các bạn đã biết rồi, đó là nước Pháp. Nước đang nổi đình nổi đám gần đây với Olympic Paris bị rất nhiều người lên án và rất nhiều ý kiến trái chiều muốn tẩy chay. Nhưng đó là việc của thể thao, còn đây là vấn đề quân sự. Vâng thưa các bạn, vào ngày 6 tháng 8 năm 2024 thì một máy bay C-130H HQ của không quân Pháp đã tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lúc máy bay đang chuẩn bị rời đi và máy bay đang được đẩy lùi bởi một chiếc xe chuyên dụng. Thời điểm này là vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 8 năm 2024. Trong khi đó thì theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, máy bay không người lái Winglong của Trung Quốc lại một lần nữa thực hiện hành trình bay xuống phía Nam vào sáng ngày 7 tháng 8 năm 2024. Dữ liệu quan sát được cho thấy nó bay xuống gần khu vực Côn Đảo trước khi quay đầu về. Chuyến bay do thám đầu tiên diễn ra vào ngày 2 tháng 8. Máy bay Winglong đã bay từ Hải Nam dọc bờ biển Việt Nam xuống khu vực Cam Ranh cách khoảng 100 hải lý trước khi quay đầu về. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đã thấy chiếc taxi Vinasun màu vàng đang dẫn đường cho chiếc C-130H của chúng ta ra đầu đường băng 25 trái để chuẩn bị cất cánh. Và chúng tôi chỉ nói đùa thôi vì chiếc xe Folomica kia rất giống với những chiếc xe taxi Vinasun ngày xưa mà chúng ta hay thấy chạy ngoài đường ở Thành phố Hồ Chí Minh thưa các bạn. Như vậy là máy bay sẽ có một đường chạy taxi khá dài băng ngang qua khu vực nhà ga quốc tế của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bây giờ thì chúng ta tạm thời quay trở lại với chiếc máy bay do thám của Trung Quốc. Trong cả hai chuyến bay do thám vào ngày 2 tháng 8 và ngày 7 tháng 8, nó đều sử dụng cái số hiệu là OOCA-6181, được ghi nhận là một chủng loại máy bay Winglong của Trung Quốc. Trên phần mềm Flightradar 24 thì chúng ta có thể thấy nó hiện là Winglong 10. Đây là một tên gọi của không quân Trung Quốc dành cho loại máy bay không người lái Dực Long 10, Di Long 10, Wing Long 10, đều là các tên gọi của loại máy bay này. Trước đây thì nó được gọi là Vân Ảnh, Cloud Shadow. Ký hiệu WZ-10 bắt nguồn từ Wuzhen, Vô Trinh, tức là máy bay trinh sát không người lái. Đều là các cái ký hiệu để chỉ một loại máy bay thưa các bạn. Máy bay không người lái này được phân chia làm 3 loại với 3 chức năng: trinh sát, tác chiến điện tử và trinh sát tấn công. Trước đó thì loại máy bay này của Trung Quốc cũng được ghi nhận thường xuyên thực hiện các hoạt động trinh sát ở trong Vịnh Bắc Bộ. Theo như chúng tôi được biết thì đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai các máy bay không người lái xuống vùng biển phía Nam của Việt Nam. Cụ thể là các máy bay BZK-005 hoặc WZ-7 cũng từng thực hiện các chuyến bay tương tự xuống gần khu vực bãi Tư Chính song không bật tín hiệu. Chúng ta vừa để ý thấy là chiếc C-130H của Pháp đang chạy taxi vừa mới chạy qua một chiếc Boeing 777-300ER cũng của hãng hàng không Pháp. Quay trở lại với việc do thám của Trung Quốc thời gian từ mùng 2 đến mùng 7 tháng 8 này thì lần này Trung Quốc cho các máy bay bật tín hiệu để có thể nhận diện được trên các phần mềm và các phần mềm theo dõi. Thì chúng tôi cũng không hiểu là mục đích của Trung Quốc là gì. Nếu bạn nào có ý kiến gì hoặc là các hiểu biết sâu xa hơn về các mục đích xấu xa hoặc là bẩn thỉu gì đó của Trung Quốc thì vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận nha. Vâng, có một điều khá đặc biệt ở chiếc C-130H này của không quân Pháp, đó là chúng sử dụng các động cơ chỉ có 4 lá cánh quạt thay vì 6 lá như một số loại máy bay của C-130 của Úc hoặc là của Mỹ. Vâng, với cách sơn đầu cánh với màu khác biệt với thân máy bay thì chúng ta có thể thấy là những hình ảnh khá nổi bật khi cánh máy bay quay tạo nên một vòng tròn rất đẹp mắt. Những chiếc C-130 của không quân Pháp thường ít khi tới các sân bay ở Việt Nam bởi vì khoảng cách xa xôi và Pháp không có nhiều các căn cứ quân sự ở nước ngoài như nước Mỹ. Chúng ta có thể quan sát thấy hai bình dầu phụ được đeo ở hai bên cánh của máy bay C-130 Pháp. Điều này giúp máy bay tăng tầm bay trong các chuyến bay xa, bay đường dài.
Chiếc C-130 của Úc thì mình đã quay được một vài lần. Còn C-130 của Pháp thì đây là lần đầu tiên mình đã bắt gặp chiếc máy bay của Pháp. Chúng ta thấy là máy bay của Pháp sơn màu có vẻ đậm hơn. Và ở mũi nó có một chiếc mũi đen hơn hẳn. Một chiếc mũi khá nổi bật. Và bây giờ thì máy bay đã tới khu vực đầu đường băng 25 trái, khu vực để chuẩn bị, và nó sẽ chờ lệnh được phép cất cánh từ không lưu. Và sau thời gian chờ đợi thì máy bay đã được phép cất cánh. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vào comment bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.